món quà về nhỏ bé về vật chất, nhưng đây sẽ là một món quà đích thực về tình bạn trong sáng ý nghĩa tuyệt vời nhất ngày nay. Món quà tiếp theo, món quà đầu tiên là cảm động người ạ. Món quà tiếp theo là chậu thâu. Tiếp, món quà thứ hai là một món quà. À đây ghi anh Thành chơi bé nhạc đi một chút xíu ạ. Bé nhạc người ạ. Món quà thứ hai là chậu thâu bên trong cái chữ song nghỉ rất là đẹp. Món quà thứ ba sẽ là gì đấy ạ? Món quà thứ ba sẽ là son son, vâng ạ, hai chữ son. Vâng, đầy đủ thế này thì cô dâu rẻ không có gì phải sắm gì đâu, đầy đủ ý nghĩa lắm thưa quý vị. Vâng, món quà thứ ba là hai chiếc son. Món quà thứ tư sẽ là một chiếc bông, vâng ạ. Rất là ý nghĩa, một món quà rất là đẹp thưa quý vị. Trong suốt 9 năm chúng tôi đi thực hiện chương trình sự kiện cũng như là mấy thành hồn, đây là những người bạn đặc biệt trong suốt 9 năm qua chúng tôi được gặp, rất ý nghĩa, rất là tuyệt vời. Những người bạn mà chúng tôi cũng đã nói thì dù đã kia mòn thì tình bạn sẽ mãi không bao giờ phai. Món quà tiếp theo là một chiếc chào, chiếc chào của nhà hàng Sơn Heo, một thương hiệu chào hàng đầu Việt Nam. Món quà tiếp theo em chưa vâng, có cả mê hốt và một chiếc chổi. Rất là ý nghĩa thưa quý vị, rất cẩn thận những người bạn, rất cẩn thận cho những người của chúng ta, rất lo cho những người bạn thân. Những món quà tận thể ý nghĩa, một chiếc mê hốt và một chiếc chổi. Tiếp tục nhá, tiếp tục là món quà có cả thớt. Vâng, mời chiếc mát của thương hiệu Song Long, một nhãn hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam. Rất cẩn thận, đây là một cái thành phần rất là đẹp và ý nghĩa thưa quý vị. MC rất xúc động cho những giây phút như người bạn này. Vâng, một chiếc bích của nhãn hàng Giang Đông. Vâng, một chiếc bích. Vâng, rất cẩn thận. Vâng, còn nhiều lắm, còn cả siêu. Vâng, thưa quý vị, rất ý nghĩa, đây là một đêm thành hồn đẹp nhất trên quê hương của chúng tôi. Món quà, vâng, cả chiếu để trải giường cho cô dâu và chú rể. Các bạn rất cẩn thận và rất chu đáo. Món quà tiếp theo là một chiếc siêu, siêu nhôm, vâng. Món quà cuối cùng, rất cẩn thận. Một món quà này thì tôi bắt bé thật nhạc lại để mời bạn dương khấu và tôi sẽ phỏng vấn bạn. Chào bạn, tôi đến cạnh bạn một chút xíu. Và những người bạn đã tặng hết quà rồi. Và đây các bạn đến nhanh quá, tôi chưa phỏng vấn được. Và món quà này thì cho tôi hỏi một chút xíu, tại sao bạn lại chọn cái món quà là chiếc chiếu cho cô dâu của chúng mình? Thì chú rể bảo là có cái đầu gối rồi thì sợ mùa đông năm nay là chú rể nằm chiếu trúc là hơi lạnh đúng không? Mình chơi chiếu này là kiểu gì cô dâu và chú rể cũng sinh một trai một gái. Tại vì chiếu trúc em sợ hần đầu gối. Rất cẩn thận và đúng cả chọn luôn. Xin được trân trọng cảm ơn em trai chúng em. Và món quà, một chiếc chiếu là món quà cuối cùng dành cho cô dâu và chú rể. Quý vị cùng lửa một tràng vỗ tay thật to, thật lâu nhất cho những người bạn. Cảm ơn. Bây giờ thì xin được